Chào chị Phương nhá. Của chị Phương hôm nay qua ấy, thì là em thăm khám với cái tình trạng của chị Phương là đã bị giãn mao mạch rồi. Cái tình trạng mao mạch của chị Phương là đổ toàn bộ ở cái khu vực từ trên phần má đùi xuống dưới cái phần chân của mình. Đây, cái bề mặt chân này cũng có rất nhiều những cái tia tím xanh đỏ này. Và ở cái khu vực này thì bắt đầu đã xuất hiện những cái búi. Chị nhìn thấy là búi của mình này. Đấy. Những cái búi đã có những cái tia tím này, có cả những điểm mao mạch xanh rồi. Đấy, nó bị chèn ép ở cái khu vực phần má đùi này của mình. Đấy, hầu như các cái tình trạng mà ở chân thì thường nó sẽ bị nặng nhất là ở phần má đùi dọc xuống cái phần cổ chân và cái khu vực bàn chân là cái nơi mà mình chèn đứng nhiều ấy, nó bị chèn ép ở khu vực bên dưới đấy. Thể trạng của chị thì là ở mức độ 2 thôi. Thì ở tại Ohio chúng tôi sẽ lên phác đồ điều trị cho chị. Thì ở ngay cái buổi đầu hôm nay chúng tôi sẽ sử dụng cái phương pháp công nghệ xung dài Mercury LX của 2021 mới nhất. Cái buổi đầu tiên thì hôm nay chúng tôi điều trị ở những cái khu vực chúng tôi sẽ đưa những cái điểm test khác nhau để xem được là cái sự đáp ứng của cái buổi đầu tiên cho từng khu vực. Với tình trạng chân của chị thì điều trị trong khoảng thời gian bao lâu? Với tình trạng của chị thì điều trị sẽ tích cực tầm khoảng độ từ 4 cho tới 5 buổi. Thì khoảng cách thời gian mà chúng ta đi thì sẽ cách là 1 tháng nhá, 1 tháng một lần nhá chị. Thì sau khi điều trị thì chân chị thì nhìn tình trạng có liệu khỏi hoàn toàn không hay là như? Khỏi hoàn toàn chị nhá. Khi laser tác động vào điểm thì nó sẽ giúp đông co và tiêu biến những cái sợi mao mạch. Đấy. Thì là từ đó thì là nó sẽ cải thiện được cái tình trạng của mình. Chị có phải kiêng cái gì không? Sau khi điều trị của mình thì mình nên làm thứ nhất là đi ra ngoài thì mình sử dụng kem chống nắng. Và đặc biệt thì cái công việc của mình thì bình thường là chị có hay phải đứng quá nhiều không? Công điều trị là hay đi đứng và cũng hay đi lại nhiều nữa. Cũng cũng hay phải đi đứng mà. Thì cái này thì khi điều trị nếu mà mình hạn chế được thì nó rất là tốt, hiệu quả sẽ được lâu dài hơn. Đấy thì là về thì là chị sẽ bên bên Ohio chúng tôi sẽ có những cái đơn vị thuốc để chúng ta có thể sử dụng trong cái quá trình điều trị để mang lại cái hiệu quả nó cao hơn. Thì chị cần là phải sử dụng là một ngày 2 lần, bôi vào buổi tối và buổi sáng để nó mang lại cái hiệu quả tối ưu hơn. Rồi chị yên tâm nhé, thì quá trình điều trị thì nó cũng sẽ ngắn thôi đấy, cũng không có mang tới gọi là đau hay là khó chịu gì đâu. Thế rồi mời chị vào trong phòng điều trị nhé.